Chào bạn, một cái câu hỏi đặt ra là khởi nghiệp nó có khó không? Và rất là nhiều người cứ luôn hỏi là khởi nghiệp khó lắm, và thế là cái chữ khó nó ở trong cái đầu của họ. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn một cái cách tư duy. Phần lớn chúng ta được bố mẹ, người thân, thầy cô, thậm chí là cả nhà trường đã dạy cho chúng ta rằng là hãy tránh xa những cái khó đi tìm cái dễ làm. Tuy nhiên chúng ta cần phải có một cái tư duy rằng là cái người ra làm kinh doanh, chúng ta cần phải có một cái tư duy rằng là khó khăn, những cái thách thức đó chính là cái cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội để chúng ta lớn lên, cơ hội để chúng ta thử thách được chính mình, cơ hội để chúng ta biết được năng lực của mình tới đâu. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách làm sao để chúng ta biến khó thành dễ. Vậy thì cái cách để chúng ta biến khó thành dễ thì nó như thế nào ạ? Thì các bạn thấy là bước đầu tiên là chúng ta phải học. Muốn biến khó thành dễ thì bước một là chúng ta phải học. Học. Khi chúng ta chưa biết một vấn đề gì đó thì chúng ta phải đi học. Ví dụ như là lúc đầu bạn đâu có biết lái xe đâu. Làm sao bạn ngồi lên cái xe bạn lái được? Nên cái việc lái xe nó khó lắm, vô cùng khó. Hồi kia mình chưa biết lái xe mà ngồi lên xe các bạn biết mình run lắm, mình sợ lắm. Cái xe mình thấy mình giống như mình điều khiển cái cục sắt vậy đó. Vậy thì bước đầu tiên mình phải đi học. Vậy thì học thì ông thầy ông sẽ chỉ cho mình học. Hôm sau mình sẽ chia sẻ cho bạn cái chủ đề là bốn bước để chúng ta học. Tuy nhiên hôm nay nói chỗ này thì nó dài mất đi. Sau đó ông thầy ông chỉ cho mình học. Bước tiên là ông gì? Ông cho chúng ta học về lý thuyết. Nghĩa là luật giao thông như thế nào, cái cách lái xe như thế nào, tức là cái bước học đầu tiên là tạo ra cái nhận thức cái bạn, cái bước học đầu tiên là giúp cho chúng ta có cái nhận thức về lĩnh vực đó. Chúng ta am hiểu về lĩnh vực vực đó, sau đó là ông chỉ sâu hơn nữa để chúng ta hiểu hơn. Sau cái bước học xong á, ông mới bắt cho chúng ta đi thực hành. Bước 2 là chúng ta phải làm, học xong chúng ta làm. Chúng ta làm tức là thực hành đó các bạn, sau đó ông mới cho mình đi thực thực hành. Mình ra mình thực hành, mình thực hành, mình ngồi lái cái xe đó thực hành rất là nhiều lần, mình thực hành nhiều lần đi thì tự nhiên các bạn mình thông thạo ra. Các bạn nói mình thông thạo ra cho tới một ngày nào đó thì cái việc lái xe của mình nó mình cảm giác nó dễ ra. Như bây giờ thì ôm xe cứ đi thôi, nó dễ ra, nó không còn khó nữa. Thì khi chúng ta thực hành nhiều thì nó sẽ trở thành thói quen. Và cái bước số 3 là chúng ta phát triển. Chúng ta thực hành giỏi rồi chúng ta mới phát triển ra. Chúng ta phát triển và chúng ta phát triển thì càng ngày nó càng giỏi giỏi ra. Cái bạn nhận ra điều này, càng ngày chúng ta càng giỏi ra. Ra khởi nghiệp cũng vậy, khi mà chúng ta không có cái kiến thức về lĩnh vực nào đó thì tự nhiên chúng ta thấy lĩnh vực đó nó khó lắm. Các bạn nhận ra điều này nó khó lắm. Các bạn biết là hồi xưa lúc đầu mà mình mới viết cái quyển sách Vượt Biển Lớn này, cái lúc bằng lúc bắt đầu cách đây 4 5 năm rưỡi ngồi viết khó khó ghê gớm. Viết bắt đầu tức tức là các bạn biết cái đó là lúc đó là mình đã có ở trong đầu đó cái những cái kinh nghiệm, những cái gì nó đã có đầu, nhưng mà viết cái quyển sách nó khó không thể tưởng được. Mỗi ngày mình viết một chút một chút. Mình rất là trăn trở hoài để các bạn thấy 4 5 rưỡi mới xong được cái quyển sách này. Nhưng mà cái quyển sách thứ hai sắp ra rồi, nó mất công trong vòng có 6 tháng hơn. Thì bước đầu chúng ta làm gì nó cũng cũng khó đó. Vậy thì ra khởi nghiệp cũng vậy, khi chúng ta không có kiến thức về lĩnh vực nó khó lắm. Vậy thì làm sao để chúng ta khắc phục cái khó này? Chúng ta phải đi học, chúng ta đi tìm những cái người mà họ biết về lĩnh vực vực đó. Cái cách đơn giản nhất ở trên đời này là tìm những người họ biết về lĩnh vực đó và chúng ta hỏi họ. Đó là cái cách đơn giản nhất, chúng ta học từ họ, học từ sách. Cái cách một là chúng ta học từ sách, học từ bạn bè, những người thân của chúng ta, học từ các cái chuyên gia, những người làm được. Học. Nhưng mà các bạn mình cũng nói chút cái chỗ học học này nè, vì Việt Nam chúng ta là một nước rất là ham học, các bạn rất là ham học. Tuy nhiên các bạn học vì bằng cấp. Như thế nào là học vì bằng cấp các bạn ơi? Lên nhà trường thầy dạy cho môn marketing là gì, tiếp thị là gì, rồi bắt ghi vô, rồi ngày mai làm bài kiểm tra. Các bạn hình như chưa? Và khi mà ngày mai làm bài kiểm tra bạn làm được cái chấm điểm, cái ra trường cái tự nhiên cấp cho bạn cái bằng, cái tự nhiên bạn có trình độ.
cái bạn hình dung dung cho cấp cho bạn cái tự nhiên suốt ngày cứ xưng mình là có trình độ, nhưng mà các bạn không không hình dung ra rằng là để có trình độ thì các bạn thấy vui rồi, cứ lên nhà trường chịu khó thì học, mà những cái kiến kiến thức các bạn ngồi học đấy ở ngoài nhà sách đây, các bạn ở ngoài nhà sách đây, và không những có ngoài nhà sách mà nó có mấy chục năm trước rồi. Vậy thì cứ lên nhà trường học tự nhiên chúng ta cứ phong rằng là chúng ta có trình độ, và ở ngoài đời nó vui lắm, cứ cái ông có trình độ đi làm việc cho ông không có trình độ, cái ông không có trình độ thì cứ khen ông này có trình độ, và cái ông này ông càng khen ông này có trình độ thì ông càng có nhiều tiền, mà ông càng có nhiều tiền thì ông cứ ông khen ông này có trình độ. Các bạn thấy vui vui mà nó có một cái rất là vui. Vậy thì cái đây là cái công thức mà mình chỉ cho bạn cách làm sao biến khó thành dễ. Học rồi sau đó chúng ta làm xong chúng ta phát triển, thì chúng ta phát triển thì chúng ta thấy cái việc đó nó dễ ra. Vậy thì khó thành dễ, muốn biến khó thành dễ thì không còn cách nào khác, chúng ta phải thực hành nó nhiều. Muốn giải quyết cái từ khó này thì các bạn phải gì ạ? Phải liên tục học và cộng với làm. Liên tục chúng ta học và chúng ta làm. Các bạn nhận ra điều này chưa? Liên tục chúng ta học và chúng ta làm, hành động nhiều. Lúc đầu mà các bạn mới ra làm thì nó sai, sai rồi sửa, sửa xong rồi chúng ta điều chỉnh lại rồi chúng ta làm. Tóm lại là khi chúng ta làm chúng ta mới biết nó đúng hay nó sai. Và sai thì chúng ta sửa, sửa chúng ta điều chỉnh lại, và khi chúng ta thực hành nhiều, chúng ta thực hành nhiều thì một ngày nào đó thì tự nhiên các bạn là cái này nó không khó nữa mà nó lại vô cùng gì ạ? Vô cùng dễ đối với các bạn. Bản thân mình cũng vậy, ngày hôm nay khởi nghiệp đối với mình nó rất là dễ bởi vì mình đã thực hành nó tới 20 năm rồi. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ cho bạn một cái chủ đề là làm sao cho ta biết khó thành dễ. Và trong bất kỳ lĩnh vực gì bạn cũng theo từng cái bước dày, bước đầu tiên là chúng ta học, sau đó chúng ta làm, sau đó chúng ta phát triển thì chúng ta tự nhiên thấy nó dễ ra. Cái cách học là chúng ta học từ sách, chúng ta học từ các chuyên gia, chúng ta học từ bạn bè mình, những người đã làm được. Các bạn đừng có học những cái người họ chưa làm được, những người họ chưa làm được, họ chỉ nói trên cái quan điểm của họ thôi, nó làm cho chúng ta nhức đầu lắm và nó cũng làm cho chúng ta làm không được. Vậy thì con người của chúng ta rất là tuyệt vời, là chúng ta luôn có mọi khả năng để chúng ta làm được, người khác làm được thì bạn làm được. Và chúng ta phải có cái tư duy là vượt qua những cái khó khăn, những cái cơ hội, những cái thách thức. Và hôm nay mình nói về cái chủ đề này ngắn gọn thôi. Hôm sau bạn đón xem tiếp cái chủ đề tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.